Tin tức cực nóng tại Tiền Giang. Theo đó, có hai thiếu niên đang chạy xe máy trên đường ở thành phố Mỹ Tho thì bất ngờ bị hai người lạ mặt sử dụng súng bắn khiến một em tử vong. Sáng ngày 14 tháng 3, công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 3, Huỳnh Bảo S, 15 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong thành phố Mỹ Tho chạy xe máy chở võ Tấn T, 14 tuổi, ngụ xã Bình Đức huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang trên đường Đinh Bộ Lĩnh, theo hướng từ phường 2 sang phường 1 đến cầu quay thì bị hai thanh niên đi xe máy sử dụng súng, hiện chưa rõ loại súng, bắn S và T. S được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hiện cảnh sát đang truy bắt hai thanh niên đã sử dụng súng bắn chết S để phục vụ cho công tác điều tra.